2 năm 2020, dự án Thanh niên vì môi trường Youth for Environment của Quỹ Vì Tăng Vóc Việt đã vượt qua hơn 82 ứng cử viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương để trở thành một trong 13 sáng kiến nhận được tài trợ từ Asia Pacific Media Grant 2020 của Earth Journalism Network. Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á cũng tham gia tài trợ và đồng hành cùng dự án để triển khai các hoạt động thiết thực vì môi trường. Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường sự tham gia của các thanh niên trong các vấn đề về môi trường, đồng thời thúc đẩy những thay đổi tích cực trong chính sách về môi trường của chính phủ và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững. Dự án Thanh niên vì môi trường trải qua một năm hoạt động, dự án đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và gặt hái được những thành công đáng kể. 8 thành viên nòng cốt, 5 chuyên gia tình nguyện tham gia vào ban cố vấn, 7.600 người hưởng lợi, 490 tin bài trên fanpage Bát Xanh, 3.615 người follow và like, 371.563 lượt truy cập vào các bài viết của Mắt Xanh, 87 tin bài đã được đăng tải trên báo chí và truyền hình. Để đạt được những con số ấn tượng này, hãy cùng nhìn lại hành trình kết nối sáng tạo của dự án trong năm qua. Dự án Thanh niên vì môi trường đã tổ chức 13 hoạt động chính, thành lập nhóm Mắt Xanh và kênh truyền thông Mắt Xanh, thành lập ban cố vấn là những chuyên gia hàng đầu về môi trường và truyền thông, tổ chức hội thảo khởi động dự án, mở đầu tập huấn cho thanh niên là khóa tập huấn kiến thức chung về môi trường, khóa tập huấn kỹ năng viết tin bài, khóa tập huấn kỹ năng lập kế hoạch truyền thông. Dự án tổ chức tọa đàm thanh niên và doanh nghiệp hành động giảm ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam, tổ chức tọa đàm thanh niên và báo chí hành động vì môi trường xanh, tọa đàm thanh niên và các tổ chức xã hội hành động vì môi trường xanh và giới thiệu chuỗi phim ngắn phi lợi nhuận vì môi trường, thực hiện các chuyến thực địa tại Cát Bà, Hà Giang và Nghệ An, xây dựng phim ngắn phi lợi nhuận vì môi trường. Dự án phát động sáng kiến vì môi trường và tài trợ cho 5 dự án xuất sắc nhất. Chuyên gia làm việc đánh giá hiệu quả giai đoạn 1 của dự án và đề xuất ý tưởng hội thảo tổng kết. Sự thành công của dự án như ngày hôm nay không thể thiếu vai trò của các bạn thanh niên nòng cốt của nhóm Mắt Xanh. Tháng 4 năm 2020, Mắt Xanh được thành lập với 8 thành viên nòng cốt là các bạn sinh viên với các chuyên ngành môi trường, luật, báo chí truyền thông và kinh tế. Nhiệm vụ của Mắt Xanh là vận hành fanpage Mắt Xanh, xây dựng các tin bài truyền thông về vấn đề môi trường, phối hợp với Quỹ Vì Tăng Vóc Việt thực hiện các hoạt động của dự án. Fanpage Mắt Xanh cũng được vận hành đến tháng 5 năm 2021. Fanpage đạt 3.500 lượt theo dõi, 490 bài viết được đăng tải. Đáng chú ý là video 2 triệu tấn rác. Khi Cát Bà vui sống cùng rác thải nhựa. MV gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Miền Trung ơi xin đừng mưa nữa. Hay series Điểm nhìn Mắt Xanh đã đem đến cho độc giả nhiều thông tin vô cùng bổ ích và thu hút hơn 4.846 lượt like. Để giúp cho dự án luôn phát triển vững mạnh, không thể thiếu vai trò của những cố vấn chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, báo chí, truyền thông. Vì vậy, tháng 4 năm 2020, ban cố vấn dự án được thành lập với 5 thành viên là các chuyên gia về môi trường, báo chí và truyền thông. Ban cố vấn dự án hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn và góp ý chuyên môn cho các sản phẩm báo chí của dự án. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, dự án được chính thức giới thiệu và khởi động tại Hà Nội. Sự kiện này đã thu hút hơn 70 đại biểu đến từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các chuyên gia và các bạn thanh niên tham dự. Tại đây, các đại biểu đã được lắng nghe, tìm hiểu về toàn cảnh dự án và ra mắt nhóm Mắt Xanh cùng với fanpage Mắt Xanh. Từ đây, fanpage Mắt Xanh đã được hoạt động như một kênh thông tin hữu ích về môi trường của các bạn trẻ. Mở đầu cho chuỗi hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng kiến thức môi trường cho các bạn trẻ là khóa tập huấn kiến thức chung về môi trường diễn ra ngày 21 tháng 6 năm 2020, được thực hiện dành cho 60 thành viên là các bạn thanh niên, sinh viên đến từ các doanh nghiệp, các tổ chức và các trường đại học. Khóa tập huấn thứ hai, kỹ năng viết tin bài dành cho các bạn thanh niên diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm 2020 với các nội dung như kiến thức cơ bản về tin bài báo chí, quy trình sản xuất tin bài, kỹ năng sản xuất tin bài. Ngày 19 tháng 7 năm 2020, khóa tập huấn thứ 3, kỹ năng lập kế hoạch truyền thông được thực hiện với các nội dung xu hướng và vai trò của truyền thông về môi trường,
kiến thức cơ bản về truyền thông và xây dựng kế hoạch truyền thông về môi trường. Nhằm tăng cường tiếng nói của các bạn thanh niên về các vấn đề môi trường, dự án đã tổ chức 3 buổi tọa đàm quan trọng. Tại đây, các bạn trẻ có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, ý tưởng sáng tạo về môi trường. Mở đầu là tọa đàm thanh niên và doanh nghiệp hành động giảm ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam, diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 với sự tham dự của 80 đại biểu. Tiếp nối thành công của tọa đàm trên, ngày 28 tháng 11 năm 2020, dự án tổ chức tọa đàm thanh niên và báo chí hành động vì môi trường xanh với 80 đại biểu tham dự là đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình và thanh niên yêu môi trường. Tọa đàm thứ 3 với tên gọi Thanh niên và các tổ chức xã hội hành động vì môi trường xanh và giới thiệu chuỗi phim ngắn vì lợi nhuận vì môi trường với gần 100 đại biểu tham dự là đại diện các tổ chức xã hội và thanh niên quan tâm đến môi trường. Dự án đã tổ chức nhiều chuyến đi thực địa cho các thành viên nòng cốt với những chuyên gia có chuyên môn kinh nghiệm hướng dẫn. Trước hết, đó là chuyến đi Hà Giang, diễn ra từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11. Nhóm Mắt Xanh đã thực hiện chuyến đi thực địa đầu tiên tại tỉnh Hà Giang để tìm hiểu về tình trạng khai thác gỗ trái phép tại các khu rừng tự nhiên ở đây. Chuyến đi của Mắt Xanh được sự hỗ trợ tổ chức, hướng dẫn của nhà báo điều tra Đỗ Doãn Hoàng thuộc báo Nông Thôn ngày nay. Sau chuyến đi, tổng số có 11 bài báo được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt về tình trạng khai thác gỗ trái phép và ca ngợi vẻ đẹp của núi rừng Hà Giang. Tiếp theo đó là chuyến đi thực địa ý nghĩa tại Cát Bà. Chuyến đi thực địa thứ hai của nhóm Mắt Xanh diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 tại khu dự trữ sinh quyển thế giới trên đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng. Chuyến đi nhằm điều tra về nạn săn bắt, buôn bán, giết thịt chim hoang dã di cư. Chuyến đi được sự hỗ trợ của tổ chức WCS và một số nhà báo môi trường khác. Sau chuyến đi, 4 bài viết phản ánh về thực trạng săn bắt, buôn bán, giết thịt chim hoang dã di cư đã lần lượt được ra đời và được đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Chuyến đi thực địa thứ 3 tại Nghệ An nhằm tìm hiểu về mô hình phát triển bền vững tại công ty cổ phần sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế SVF, công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An Nasu, nhà máy sữa TH Chumil và trang trại chăn nuôi bò sữa của tập đoàn TH. Sau chuyến đi, 3 bài báo được thực hiện nhằm giới thiệu về các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã và đang được thực hiện tại các doanh nghiệp trên. Kiến vì không khí sạch thành phố xanh đã được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Trung tâm Sống và Học Tập vì Môi Trường và Cộng Đồng Live and Learn thực hiện. 5 dự án về môi trường của các bạn thanh niên đã được tài trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật để triển khai dự án, bao gồm dự án Nghệ thuật chữa lành vết thương môi trường của nhóm Mắt Xanh, dự án Climate Action của nhóm Y4PD, dự án Sức Mạnh Xanh 23 của nhóm Sức Mạnh Xanh, dự án Huế GE Tour của nhóm Huế Eco Homestay, dự án Sân khấu vì môi trường của nhóm The Russian Red. Dự án Thanh niên vì môi trường là nơi kết nối những bạn trẻ tài năng, nhiệt huyết, có trách nhiệm với xã hội, đặc biệt là các vấn đề về môi trường. Đồng thời, dự án cũng là nguồn cảm hứng, là nguồn động lực cho các bạn trẻ có ý thức bảo vệ môi trường. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn thanh niên trong một năm gắn bó.